Hello hello hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Sài Gòn Đo. Hôm nay sẽ là một video để mình giới thiệu cho mọi người về sự kiện triển lãm Việt Build. Ở đây có gần 2.000 gian hàng đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho công tác chào đón khách hàng tham quan đến tìm hiểu sản phẩm và kết nối giao thương trực tiếp từ ngày 26 tháng 6 cho tới ngày 30 tháng 6 nha. Và với chủ đề là xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất. Địa điểm được tổ chức là tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Sky Expo Việt Nam, mở cửa từ 8 giờ rưỡi cho tới 18 giờ mỗi ngày. Hôm nay thì Sài Gòn Đo sẽ đi quay một vòng cho các bạn tham quan về sản phẩm cửa thép Vân Gỗ. Ở đây là hãng sản xuất cửa thép Vân Gỗ có kết hợp, hợp tác cùng với Sài Gòn Đo. Cho nên là mình sẽ quay một vòng cho các bạn tham khảo nha. Đó, như các bạn có thể thấy thì ở đây các anh thợ đang miệt mài chăm chỉ để set up cho cái buổi triển lãm sắp tới. Ở đây thì có tổng cộng là 12 cánh cửa sẽ được lắp cùng với nhiều mẫu mã đa dạng, màu sắc khác nhau để cho mọi người có thể tham khảo. Các bạn có thể tham khảo hai hình ở đây. Đây là cửa mà bên mình đã đặt sản xuất để lắp đặt trực tiếp lên showroom của Sài Gòn Đo. Và ở đây thì mình chỉ quay sơ tổng quan nhanh qua thợ lắp đặt setup như thế nào thôi. Còn nếu như các bạn muốn xem chi tiết cách lắp đặt như thế nào thì các bạn có thể xem lại những video trước nha. Ở trên kênh của Sài Gòn Đo thì tụi mình có đăng rất nhiều video hướng dẫn lắp đặt cửa thép Vân Gỗ rồi. Và ở đây là một số cánh cửa mà mình quay cho mọi người xem là đang hoàn thiện được cũng gần 90% rồi đó. Ở gian hàng ở bên đây thì cũng có một hãng cũng kết hợp với Sài Gòn Đo. Ở bên đây cũng trưng bày khá là nhiều cửa, mọi người có thể tham khảo. Mình sẽ hẹn mọi người ở video sau khi mà mình đi quay được trực tiếp cái buổi triển lãm và quay tất tần tật mọi thứ ở cái buổi triển lãm cho mọi người xem nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu như mọi người thấy video này hay thì mọi người có thể ấn một like và ấn một nút đăng ký kênh cho Sài Gòn Đo nhé. Cảm ơn mọi người.